chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm trà chanh và trà tắc. Nguyên liệu gồm trà nhài, kinh. Các bạn có thể lên Shopee nhé. Trà nhài, kinh hoặc là các loại trà nhài khác cũng được. Trà nhài 10g. Nước đun sôi. Các bạn đun thật sôi vào nhé. 500ml nước, một quả chanh và mấy quả tắc, ở miền Bắc người ta gọi là củ quất đấy ạ. Và đây là nước đường nóng. Các bạn có thể lên Shopee mua nước đường nóng của Hàn Quốc, hoặc là các bạn đun, đây là mình không mua được, mình tự đun nhé. Các bạn có thể lấy 1 cân đường đun với 600ml nước lọc là ra nước đường nóng các bạn nhé. Đầu tiên các bạn lấy 10g trà này, các bạn cho vào cái bình nước sôi ấy. Các bạn ủ 10 phút nhé, 500ml nước đun sôi các bạn nhé. Các bạn nhớ là không được đun trực tiếp trà lên bếp nhé. Làm như vậy là trà nó sẽ có vị chát với cả đắng, nó sẽ mất mùi vị thơm của trà nhé. Các bạn ủ trà được 10 phút rồi nhé. Các bạn lấy cái khăn xô, hoặc là các bạn lấy cái khăn mà để chuyên để lọc trà ấy. Nếu các bạn không mua được cái khăn lọc trà, các bạn có thể làm giống như mình, lấy cái khăn với cả cái tay đặt lên nhé, để chúng ta lọc cái trà, nó cái cặn nó sẽ không còn cái cặn nữa. Các bạn đổ trà ra nhé, các bạn đổ trà ra để mình lọc trà nhé. Các bạn lọc trà xong rồi, các bạn lấy tầm 300g đá cho vào nhé. Các bạn cho 300g đá vào. Các bạn cho 300g đá vào, các bạn pha đến đâu thì các bạn đổ ra, còn không thì các bạn có thể để vào trong tủ lạnh. Các bạn để trong tủ lạnh một ngày thôi nhé. Bây giờ đến bước trình bày pha nước chanh các bạn nhé. Các bạn đổ 200ml nước trà nhài các bạn nhé. Và các bạn đổ tầm 40ml nước đường nóng nhé các bạn nhé. Các bạn đổ vào. Sau đó các bạn vắt nửa quả chanh vào nhé. Bạn vắt cả hạt cho vào. Sau đó các bạn cho đá vào nhé. Các bạn đổ thêm 10ml siro chanh vào nhé, để cho màu nước chanh nó đẹp hơn và nó thơm hơn. Cái siro chanh nó rất là thơm và cái màu nước nó rất là đẹp. Các bạn có thể trang trí bằng vài nát chanh nhé. Mình đã chia sẻ cách pha trà chanh các bạn nhé. Đây là thành quả cốc chanh, trà chanh của mình. Mùi rất là thơm và màu cũng rất là đẹp. Đầu tiên các bạn rót 200ml nước trà nhài nhé. Bạn đổ vào lấy 200ml nước. Các bạn cắt hai trái tắc này ra, hai trái quất đấy. Các bạn vắt vào cái cốc trà nhé.
các bạn đổ nước đường lọc vào nhé. Các bạn có cái bình nắp ấy thì các bạn đổ vào cái bình nắp ấy, các bạn nắp nó sẽ, cái nước trà nó sẽ đều hơn là mình cho vào cốc. Mình không có bình nắp cho nên mình cho vào cốc mình khuấy lên nhé. Các bạn bán hàng hay là ba mở quận có quán thì bán hàng quán thì các bạn mua cái bình nắp thì nó sẽ đều hơn. Còn đây mình không có bình để nắp, mình khuấy để cho nó đều. Và sau đó cuối cùng các bạn đổ đá vào nhé. Các bạn cho đá lên nhé. Các bạn cho đá bi thì nhìn cốc trà nó đẹp hơn. Nhưng mà mình không có đá bi, mình cho đá cục, đá viên cũng. Mình đã hoàn thành xong cốc trà tắc mix với ít hoa quả để cho cái trà tắc của mình nó thêm sinh động và nó nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Nhưng mà nhìn mùi trà tắc rất là mùi thơm của tắc ấy, với cả màu trà nó rất là đẹp. Chúc các bạn thành công, nhớ like, đăng ký để xem video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.